Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa ngày 22 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 22 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 18 giờ ngày 21 tháng 6 đến 6 giờ ngày 22 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 36 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 33 ca là các tiếp xúc với những ca bệnh COVID-19 đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa, 3 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. 33 ca là các tiếp xúc với những ca bệnh COVID-19 bao gồm 3 ca liên quan điểm nhóm truyền giáo Hội Thánh Phục Hưng, 4 ca liên quan chuỗi lây tại điểm tu phế liệu Đề Thám quận 1, 6 ca liên quan chuỗi E-Home 3 quận Bình Tân, 1 ca liên quan chuỗi H-Nam Mobile, 5 ca liên quan công ty Kim Minh quận 5, 7 ca liên quan chuỗi chợ khu phố 2 quận Bình Tân, 2 ca liên quan chuỗi xưởng cơ khí ở Hóc Môn, 2 ca liên quan chuỗi bệnh viện quận Tân Phú, 1 ca liên quan xưởng cơ khí ở Gò Vấp, 1 ca tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 ở tỉnh khác. Các ca còn lại liên quan những ca bệnh COVID-19. Đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vừa lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng thời có một suất chơi vòng chung kết ASEAN Cup 2023 nên không còn nhọc nhằn như các đồng nghiệp Thái Lan, Indonesia phải đá vòng loại nữa. Tuy nhiên, từ trước tháng 9 năm nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ căng mình trên rất nhiều mặt trận mà cuộc chơi nào cũng gắn liền với chỉ tiêu rất cao. Đáng ngại hơn là diễn biến của đại dịch COVID-19 đang phức tạp sẽ làm V-League khập khiễng và chưa biết đến khi nào mới tái xuất để tiến về đích, giúp học trò ông Park duy trì cảm giác và phong độ. Ai cũng rất rõ những cuộc chơi của ông thầy người Hàn Quốc đều rất cam go mà không thể hoặc không dám nói trước điều gì. Ngay từ khi bước ra ngõ vòng loại cuối cùng cúp thế giới, đội tuyển Việt Nam đã gặp núi và trong 10 loạt đấu với 5 đối thủ sừng sỏ châu Á, thầy trò ông Park sớm xác định chỉ học hỏi là chính. Cái khó của thầy Park là vừa xây gạo cho đội tuyển quốc gia, lại vừa bế em U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á vào đầu tháng 10 với mục tiêu giành vé chơi vòng chung kết. Có lúc ông Park cảm giác mất sức nhiều quá, đã gửi đề xuất trước khi tái ký hợp đồng thêm 2 năm là chỉ nắm một trong hai đội, nhưng rồi ông vẫn siêu lòng bởi sự mong đợi và kỳ vọng vào năng lực cầm quân lẫn vận son của mình, đã chấp nhận lăn xả 2 trong 1. Có chút thuận lợi cho huấn luyện viên Park Hang-seo là sau vòng loại U23 châu Á, vẫn với thành phần ấy nhập cuộc SEA Games 31 từ tháng 11. Hiện có một số quốc gia Đông Nam Á bày tỏ mối lo ngại bị ảnh hưởng sức khỏe trong mùa dịch bệnh COVID-19, nhưng phía chủ nhà Việt Nam vẫn luôn trấn an sẽ tìm cách tổ chức trong hoàn cảnh thích hợp. Giả sử SEA Games 31 không bị gián đoạn, thầy trò ông Park có gần cả tháng lăn lộn hết mình để bảo vệ ngôi vô địch. Đây cũng là một nhiệm vụ không dễ dàng cho tuyển U23 Việt Nam khi các đối thủ đang có bước chuẩn bị rất tốt. Theo lịch thi đấu bình thường, chỉ 3 ngày sau khi kết thúc SEA Games, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ra quân bảo vệ ngôi vua AFF Cup. Thực tế, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa có quyết định chính thức sẽ chơi giải này ở đâu, nhưng khó hoãn vì cần đảm bảo quyền thương mại với các đối tác. Như vậy, tính từ lúc khởi tranh vòng loại cuối cùng Cúp Thế giới 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ trải qua 4 sân chơi không dễ dàng với nhiều cái đích lớn, trong khi sức người có hạn, vẫn chỉ mong 5 tháng vất vả của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặt hái được những cái kết có hậu như mong muốn. Ngày 21 tháng 6, Công an thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 người về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Những người bị khởi tố gồm Trần Dũng, Nguyễn Viết Di, Nguyễn Văn Ý, Dương Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí, Trần Tiến, Đào Văn Lợi, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đình Bảo cùng trú tại thị xã Hương Thủy và Lê Như Nguyện, cán bộ quản lý và bảo vệ rừng. Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài, đầu tháng 4 năm 2021, Dũng đã chủ mưu, rủ Di, Ý, Vũ, Trí, Tiến, Lợi, Văn Bảo và Đình Bảo tham gia khai thác rừng trái phép tại lô 39 và lô 52, khoảnh 1, tiểu khu 157 đóng tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, trước khi vào khai thác rừng trái phép, Dũng sẽ gọi điện thoại và Nguyện hướng dẫn vị trí khai thác trong khu vực mình quản lý. Theo thỏa thuận, chở một xe gỗ ra khỏi rừng thì Dũng phải đưa cho Nguyện 2 triệu đồng. Nhóm người này đã khai thác trái phép 55 cây thông nhựa, số lượng hơn 25 mét khối, thiệt hại tài sản hơn 75 triệu đồng. Số gỗ khai thác được các đối tượng đem đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Ông Ebrahim Raisi, 60 tuổi, là đồng minh thân cận của nhà lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran với số phiếu áp đảo 17,9 triệu, chiếm 62% trong tổng số 28,9 triệu phiếu bầu tại quốc gia này, hãng Al Jazeera đưa tin. Ông Raisi được đánh giá là người có quan điểm cực kỳ bảo thủ và được báo giới nước này tung hô là một ứng viên không đối thủ. Theo kế hoạch, ông Raisi sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 8 năm nay. Ông Raisi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giáo sĩ tại thành phố Mashhad, đông bắc Iran. Ông Raisi luôn đội khăn xếp màu đen biểu thị ông là một Sayyid, hậu duệ của nhà tiên tri Muhammad. Ông bắt đầu theo học trường dòng nổi tiếng ở Qom khi mới 15 tuổi. Khi cuộc cách mạng Hồi giáo Iran nổ ra vào năm 1979, ông Raisi được cho là đã tham gia vào một số sự kiện buộc vua Muhammad Reza Pahlavi phải sống lưu vong và thành lập hệ thống chính trị mới dưới sự lãnh đạo của ông Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sau cuộc cách mạng, ông Raisi làm việc tại văn phòng công tố ở Mazar-e Soleiman, tây nam Iran. Đến năm 1985, ông được bổ nhiệm cho vị trí phó công tố tại thủ đô Tehran. Ông Raisi nắm giữ vị trí lãnh đạo của văn phòng tổng thanh tra Iran từ năm 1994 và là phó chánh án thứ nhất của Iran trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2014. Trong khoảng thời gian đó, ông cũng được bầu vào Hội đồng chuyên gia Iran, một cơ quan có nhiệm vụ lựa chọn người thay thế lãnh đạo tối cao trong trường hợp người này qua đời. Ông Raisi được thăng chức làm Bộ trưởng Tư pháp Iran từ năm 2014 cho đến năm 2016. Sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành và Chủ tịch quỹ Astar-e-Quy Razavi, một quỹ từ thiện lớn nhất Iran quản lý đền thờ Imam Reza và tất cả các tổ chức liên kết. Ông Raisi đã từng bị Mỹ trừng phạt hồi năm 2019 với cáo buộc liên quan đến các vụ hành quyết hàng loạt các tù nhân chính trị năm 1988 và trấn áp các cuộc biểu tình tại nước này năm 2009. Ông Raisi tranh cử tổng thống Iran lần đầu tiên vào năm 2017, tuy nhiên đã thất bại trước ứng cử viên đối thủ Hassan Rouhani khi chỉ được hơn 16 triệu phiếu, chiếm 38% tổng phiếu bầu. Sau một thời gian ngắn vắng bóng đến năm 2019, ông được lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp Iran. Với vị trí này, ông đã cố gắng củng cố hình ảnh mới như một quan chức kiên quyết chống tham nhũng. Ông đã tổ chức các phiên tòa công khai truy tố những nhân vật thân cận với chính phủ và cơ quan tư pháp. Ông đã thực hiện chiến dịch tranh cử tổng thống của mình trên khắp tất cả các tỉnh thành của Iran. Trong chiến dịch, ông thường tuyên bố rằng ông đã đưa một nhà máy lớn trở lại từ bờ vực phá sản, thể hiện mình là một người đấu tranh cho tầng lớp lao động Iran. Mặc dù trước đó ông đã lên tiếng phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng lần này ông cho biết sẽ ủng hộ thỏa thuận đồng thời thành lập một chính phủ mạnh mẽ để có thể triển khai thỏa thuận đúng hướng. Iran và các cường quốc trên thế giới đang tiến hành vòng đàm phán thứ 6 tại Viên, Áo để khôi phục thỏa thuận. Nếu thành công, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ được dỡ bỏ, đồng thời chính quyền Tehran phải cắt giảm chương trình hạt nhân của mình. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.